Chúng ta đến với cái the fuck cái sao này. Rồi đây, từ từ đã. Cái media rồi này. Định dạng danh sách rồi này, định dạng khu vực. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với cái này trước. Đó là thẻ tạo form nhập liệu. Sao nó lại ra tí này nhỉ? Rồi đấy. Thẻ tạo form nhập liệu. Chúng ta đến với loại thẻ tiếp theo, loại thẻ thứ 5 thì phải. Nếu mình nhớ không nhập. Chúng ta có mạng không? Có. Truy cập cho mình vào trang facebook.com. Vào đi. Log out ra. Log out ra ngoài. Các bạn nhìn thấy gì? Đăng nhập. Đăng nhập đúng không? Rồi, ok. Facebook.com. Log out ra ngoài. Ok. Các bạn nhìn thấy các bạn đang có cái form đăng nhập. Và ở dưới này là cái form đăng ký. Đúng không? Ngoài ra nữa, sau này khi mà chúng ta làm sâu về web ấy, nhất là đặc biệt là cái quản trị ấy, chúng ta ví dụ thêm một sản phẩm vào thì chúng ta cũng cần phải có một cái form, ví dụ chúng ta điền những thông tin cho cái sản phẩm mới được các bạn, đúng không? Ngoài ra nữa là chúng ta, các bạn có để ý khi mà chúng ta gọi là gì nhỉ, mua hàng không, mua hàng online ấy, đã nào mua sản phẩm ở trên Tiki rồi thì Lazada các gì không? Ở trên đấy khi mà các bạn thanh toán cái giỏ hàng thì nó có một cái đoạn nó bắt chúng ta nhập những cái thông tin như tên này, email này, số điện thoại này, rồi địa chỉ này, rồi những cái lời ghi chú của các bạn ở trong cái chọn cho cái sản phẩm đấy vào đây không? Thì cái này nó gọi là cái form nhé, form hay còn gọi là dạng biểu mẫu, được chưa? Cái biểu mẫu để làm gì? Theo các bạn, người ta cho chúng ta những cái thứ như này để làm gì? Đúng rồi, dùng để chính xác là thu thập thông tin từ người dùng. Người ta phải tự điền những thông tin này vào đây để giúp chúng ta, thứ nhất có thể là tạo tài khoản này, đăng nhập tài khoản này, rồi thì điền thông tin cho cái đơn hàng của họ 3 chấm 4 chấm gì đấy, nhiều đúng không? Thì trong cái loại thẻ form này chúng ta để ý này, trong cái loại thực tế trong cái loại thẻ form này nó cũng không có quá nhiều thẻ đâu, nó gồm với những thẻ như sau. Thẻ đầu tiên của chúng ta là thẻ form. Thẻ đầu tiên là thẻ form luôn. Thẻ đầu tiên là thẻ form luôn. Cái thẻ này để quy định là tất cả những cái field nằm trong nó sẽ có chung cùng một mục đích. Và nó khi mà các bạn gửi những cái dữ liệu này lên trên thì nó cái địa chỉ gửi giống như các bạn là bây giờ là thằng Quang hay thằng Minh Quang đúng không? Bạn ngồi trong, thằng nữ ngồi trong đây là gì? Hôm qua cái thích Mimi chẳng hạn, viết thư gửi Mi thì phải gửi qua bạn này tên là gì? Ra. Phải gửi con ra cái Mi thì cái địa chỉ gửi ấy sẽ được quy định, gửi đến đâu sẽ được quy định ở trong cái thẻ kiểm tra này, thẻ form. Thì trong này chúng ta sẽ có cái thẻ gọi là thẻ action. Có cái thuộc tính tên là action. Action này sau này học PHP thì chúng ta sẽ làm cái tên file PHP.php. Được chưa? Tạm thời chúng ta chưa cần quan tâm đến cái nội dung ở trong nó, chúng ta chỉ nhớ được cái thẻ form mà nó có thuộc tính là action, là cái thuộc tính giúp chúng ta là gửi cái thư này đến nhà bạn mình, ví dụ thế. Được chưa? Tiếp theo nữa, ví dụ nhé, bây giờ cho đứa nào ngồi đây điều nữa, cửa sổ của mình đâu tắt, có bạn nào có cho tôi tờ giấy được không, có màu nhỏ rồi không được to. Đó, ok đấy. Nhiều cuốn sách. Ví dụ đây là thư của Quang gửi đến Mi chẳng hạn, đúng không? Ví dụ tôi đã đóng vai của Quang. Đây. Viên viên sổ cầm là cung bắt của Mai. Thế là cái việc này làm gì? Bạn có biết không? Bạn có nhìn thấy cái việc nó đóng bùng phát trong lưng 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 không? Bạn mới vào có nhìn thấy gì không? Đó. Thì là cái việc nó cầm một tờ giấy nó đập cái bụng phát vào mặt của đứa khác ấy. Cái việc đấy cả thế giới biết thì chúng ta có cái kiểu đưa thư, cái cách đưa thư đấy người ta gọi là cách method bằng get, tất cả mọi người đều biết thì người ta gọi là method bằng get. Khi mà chúng ta submit một cái form có cái method bằng get này,
tất cả những cái dữ liệu của chúng ta có ở dưới cái form này nó đưa hết lên trên URL của cái trình duyệt. Tôi thử cho các bạn coi nhé. Tôi tạo một file mới tên là form.html. Tất nhiên vẫn có HTML trong này. Tôi sẽ có một cái form ở đây. Action là test.html. Có method bằng get. Ở trong này tôi để một cái input type bằng text, name bằng user content đi. Không có value, không có placeholder thì viết cái gì vào đây? Viết cái gì vào đây? 3 chấm. Chúng ta có một cái button time submit. Đây là submit form, gửi thư. Ví dụ tôi có một cái form trông như thế này. Được chưa? Thẻ form này, có cái input này. Input này có một cái name này. Ở trong này có cái button. Các bạn chưa quan tâm đến hai cái này là cái gì nhá, xem trước đã. Run. Các bạn coi này, viết linh tinh đúng không? Được chưa? Đây URL chúng ta đang là form.html. Coi. Đi đâu đây? Test.html. Có phải là cái tôi viết ở trong cái con cái action này không? Được chưa? Tiếp theo nữa, method dạng get này. Chúng ta để ý, method dạng get thì sao? Có nhìn thấy cái gì đây không? Chữ gì? Content đúng không? Ctrl+F. Có phải là bằng cái name này không? Đúng chưa? Và ở đây chúng ta nhìn thấy cái dấu bằng không? Nó bằng với cái giá trị tôi điền bừa ở trong cái thẻ input đấy đúng không? Đây gọi là kiểu gửi thư lộ thiên này. Ai cũng nhìn thấy, đúng không? Thì đấy là cái method dạng get và cái action chúng ta. Chúng ta thử có cái method dạng post nhé. Post, đúng nhá. Back lại, tôi reload trang. Something. Đấy, có nhìn thấy gì không? Nhưng mà dữ liệu nó vẫn đi đấy. Dữ liệu nó vẫn cứ đi như bình thường, nó vẫn cứ đến như bình thường. Chúng ta vào phần network này, chúng ta nhìn thấy chuyện gì sẽ thấy ngay. Network. Kéo lùi lên. Vâng ạ, em chào chị. Ok ạ, ok ạ. Mình thiếu hôm nay còn thiếu hơn hôm trước. À, thiếu hôm trước. Thiếu hơn hôm trước. Có hơn hôm trước. Ít hơn hôm trước. Hôm nay có bao nhiêu lớp ạ? Anh điểm danh chưa? Chưa. Điểm danh cuối giờ. Cuối giờ có điểm danh. Để điểm danh sớm hơn một tí nhé. Các có hơn một tí. Để xem như nào. Vũ Hoàng Giang. Nguyễn Duy. Duy Quang. Lê Thị Trà My, Nguyễn Thị Hậu, Phạm Thị Thu Thủy, Trần Ngọc Hiếu. Đúng bài, bà đừng viết cái bút to lên đấy. Chấm. Đào Huy Thắng. Có. Cao Đức Khánh. Có. Nguyễn Duy Thái. Có. Đi Trung Kiên, hai bạn này chủ lớp này, Lưu Quỳnh Trang, Dương Văn Giang, Lê Đình Đức, Nguyễn Hồng Quang, anh ơi, lớp 06 là mình học là 2 năm nhỉ? Hai năm. Thế lớp mình thầy thì học thì là vào tối thứ tư với chiều chủ nhật có được không các em? Có bạn nào trùng không? Em trùng buổi thứ mấy? Chiều chủ nhật sẽ học từ 2 giờ đến 5 giờ. My ạ? Thì là lịch học là tối thứ tư với chiều chủ nhật nhá.
nó vẫn bảo nó trùng mà. Đâu? Vừa nãy hỏi sáng thì chủ nhật, chiều thế còn ăn hôm kia này trùng mà trùng thứ tư à, thứ tư à? Ê, mày khó. Anh kia. Không, tôi không trị được vụ này. Tôi không xử lý được vụ này. Thứ ba, cái chiều chủ nhật có bạn nào trùng không? Có ạ. Nào. Còn lịch thứ tư với chiều chủ nhật. Thứ tư. Ai trong chiều chủ nhật là đúng không? Thì thứ sáu hôm trước chị thấy khảo sát trên lớp là cũng trùng rồi. Đúng không? Thứ sáu cả lớp mình có trùng không? Đấy, chị nhớ, nhớ là có 4 trường hợp trùng. Thứ 6 rồi. Thế thứ 2 với thứ 4 dạ? Rồi, thứ 2 với thứ 4 nhá. Tối 2 với thứ 4. Anh thiện ạ? Thế còn lớp kia của tôi dạ? Lớp kia thi tuần này học thứ 2 với thứ 4. Thế có chuyển lớp được không? Chuyển lịch được không? Không phải hỏi chúng nói, tôi biết sao. Nói chung là tôi thì ngày nào trong tuần cũng được, tối ngày nào trong tuần cũng được, chỉ hạn chế thứ 7 chủ nhật thôi. Ai bảo một tháng, bà Phượng bảo một tháng, nghe bảo một tháng. Theo đúng lịch là một tháng. Nhưng mình nghỉ mấy buổi, nó rơi về tầm 2 tháng. 2 tháng nữa. Thế thì lớp kia là thứ 2. Đang thứ 2, thứ 5. Thế rời một buổi thứ 2 thôi. Ừ, tùy. Cụ cứ hỏi chúng nó đi đã. Để chị mai về chị khảo sát lại cái lớp 1706 nhá. Xong về tuần tới chúng ta cũng tiếp tục học mình tối thứ 4 ạ. Nhá. Đúng không? Tối thứ tư các bạn nghe học được hết đúng không? Đúng không? Làm sao vì sao không? Đến muộn một tí được mà. Là gì để chị về chị khảo sát để thầy của Linh nhé, của lớp kia. Ok không? Vâng. Thì thứ tư là sau học có thông tin gì thì chị sẽ gửi trên lớp tiếp theo nhé. Trên tuần này học mấy buổi? Tuần này là một buổi cái gì nữa. Hôm nay là thứ năm hết 4 tuần. Thế hôm nay là hết tuần này rồi, sang tuần sau thì là sẽ, nếu mà thống nhất được với lớp kia thì là học từ thứ 2 thứ 4, còn không thống nhất được lớp kia thì học thứ 4 ạ. Nhá. Rồi lại ép thầy thiện sau. Ép đấy, em điểm danh cho anh đấy, thiếu anh bạn. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em nhá. Rồi việc học lịch thế nào các bạn thống nhất với chị Lan Anh sau nhé. Chúng ta quay trở lại với bài học trước đã. Hả? Hỏi bài ý. Tôi không quan tâm. Vấn đề là học hôm nào là tôi không quan tâm. Bởi vì tôi cũng không biết là lịch của tôi như nào nữa mà. Rồi. Hả? Không. Bởi vì một trường khác tôi dạy chính nên nó cũng gần đây. Cho nên tôi chạy sang cũng nào được. Rồi quay trở lại này, bây giờ chúng ta có cái method dạng post đúng không? Chọn một nội dung gửi đi, các bạn không nhìn thấy gì ở đây đúng không? Nhưng mà thực tế ra là nó vẫn gửi dữ liệu đi. Nhưng mà đến bao giờ các bạn học code backend thì chúng ta mới thấy cái trò hay của nó. Của cái method dạng post. Method value bằng post. Và hay lưu ý này, sau này khi các bạn mới đi phỏng vấn ấy, người ta rất hay hỏi là ví dụ trong form hay trong trình duyệt có bao nhiêu cách gửi request. Các bạn đừng nghĩ nó chỉ có hai. Thằng nào mà hai em? Không phải có hai đâu. Nên này, tôi cho các bạn xem nó có 1 tỷ thứ. Giờ thì mình làm quay. Đây. Tắt cái này. Đây là method này. Nhìn thấy gì không? Nó có mười mấy cái luôn đấy. Đấy chưa?
nó có rất là nhiều, mỗi một cái kiểu request này nó có một cái cách áp là tương tác khác nhau với server. Cho nên là chúng ta đừng trả lời là chỉ có hai, nó bảo có nhiều nhưng mà em chỉ biết hai thôi, thì thế nó mới là chính xác. Được chưa? Hãy lưu ý. Rồi xong. Tiếp theo, đấy là xong một cái thẻ form rồi. Thẻ form tạm thời nó chỉ có 3 ngày thôi. Còn một vài cái thủ tục khác thì trong phần quá trình dạy các bạn tôi sẽ hướng dẫn thêm. Thì tạm thời cái thẻ form chúng ta nhớ đây là thẻ này. Tên là form, có thủ tục action. Nó là cái nơi gửi cái dữ liệu đến. Tiếp theo là cái thủ tục là method, là cách gửi cái dữ liệu đi là như thế nào. Tiếp theo trong thẻ form các bạn nhìn thấy cái thẻ nổi tiếng nhất ở trong thẻ form là cái thẻ này. Thẻ input. Input. Được chưa? Thẻ input các bạn nhìn thấy có thẻ đóng không? Thẻ input này lưu ý cái đầu tiên nó là không có thẻ đóng. Bởi vì cái thẻ này nó không chứa cái gì ở trong, không chứa bất kỳ một cái nội dung gì ở trong, cũng như là không chứa về cái thẻ nào nằm trong nó cả. Cho nên là nó là chỉ có một thẻ mở thôi. Đóng thì đóng như này. Đóng như này. Thấy chưa nhỉ? Thẻ input như lúc nãy các bạn nhìn thấy ở cái ngoài giao diện ấy là nó dùng để làm gì? Nhập dữ liệu đúng không? Nhập dữ liệu đúng không? Nhưng mà bây giờ nó là coi này. Đây chỉ là một trong những cái tác dụng của nó rồi. Coi nhé. Input type bằng button. Thành gì? Thành cái nút đúng không? Chẳng qua là không nhìn thấy chữ gì. Tôi viết chữ value ở đây, nút. Nút là thẻ input. Đúng không? Đúng chưa? Rồi, tiếp tục là cái gì nữa? Checkbox. Thấy gì? Nó thành một cái ô đúng không? Tích hoặc không tích. Được chưa? Với cái thẻ input chúng ta có hơn 20 loại tài. Hơn 20 loại tài. Nên giờ các bạn nhìn thấy tôi chỉ tương tác với cái thuộc tính là tài thôi đúng không? Và các bạn coi này. Đây là những cái loại tài của thẻ input nó có, nó cung cấp. Button này, biết rồi đúng không? Checkbox nhìn thấy rồi đúng không? Color, các tí nữa các bạn cho các bạn thời gian các bạn test thử vào ngày loại xem nó như thế nào. Color này, date này, date là như nào? Biết không? Nó bật ra một cái ô để giúp chúng ta lấy ngày tháng năm, date, bỏ value đi. Đây, đúng không? Ngày tháng năm không? Chính xác. Rồi gì nữa? Gì nữa? Date time, local, email, file, hidden, image, month, number, password, radio, range, reset, search, submit, tell, text, time, URL, week. Nhớ. Đây là các bạn thử nhé. Bằng ngày cái, mỗi một cái loại time này các bạn thử cho tôi mỗi cái loại time này các bạn thử cho tôi một lần từng một cái thẻ input. Ừ đi luôn. Rồi các bạn sẽ thấy nó có nhiều cái biến thể rất là hay. Không phải đếm. Mỗi dòng tôi để 4 cái. Đây 1, 2, 3, 4, 5 5, 5, 2, 5, 1 là 24. Có vậy không? Nhớ mỗi xong cái thẻ input các bạn cho tôi một cái BR bạn. Để cho nó xuống dòng thì các bạn sẽ thấy là những cái này nó có cái riêng của nó. Các bạn thấy khổ thế. Cảm chung xin đêm. Hôm trước dậy rồi đúng không? Action là cái gì? Action là cái file sẽ nhận dữ liệu của mình. Ví dụ tôi viết trên Google này được. Nhưng mà Google nó có nhận dữ liệu của tôi hay không thì đấy là chuyện của nó. Đây, như kiểu là tôi ghi vào là http://facebook.com. Thấy chưa? Thấy sao Facebook không? Đây là cái nơi nhận thôi, cái nơi mà cái URL sẽ chuyển đến. Nó giống như thẻ A.
thời đấy còn tuổi các loại. Gì đấy? Ông tăng phai à? Thế thì ông lầy quá. Đúng không? Get thì cái em để get là cái dữ liệu của cái form à. Nó để cái đầy đủ rồi. Nên còn nhớ là cái content bằng cái gì em? Chắc là cái bào đó, mới chưa bào đó. Thì cái đây này để ý này. Nếu mà tôi đổi lại cái này thì cái method dạng get. Ví dụ chọn một ngày. Nhìn nhé. Test đến trang là trang test với content bằng cái ngày mà chúng ta chọn. Đúng không? Nhưng mà với chúng ta để dạng post thì dữ liệu của nó sẽ gửi, cũng vẫn gửi đi nhưng mà nó giấu ở dưới phần body của cái request. Vẫn sang đúng không? Nhưng mà dữ liệu nó được giấu đi. Bao giờ các bạn học đến code back end thì sẽ bắt được, tôi hướng dẫn các bạn bắt được cái dữ liệu là có và get phân biệt nhau. Xong chưa? Thấy thằng nào các bạn, bây giờ các bạn, tôi sẽ để cho các bạn hỏi. Các bạn muốn hỏi cái thằng nào? Nó giống nhau đúng không? Thấy nó giống text đúng không? Ok, xong. Một câu hỏi. Tôi sẽ để đây là cái label. IP email. Input type email đúng không? ID bằng IP email. Rồi xong. Duplicate thằng này lên. Chờ tôi tí. Để tôi cho nó vào trong một cái div. Các bạn không nhất thiết là cứ phải làm giống tôi đâu nhá. Rồi duplicate cái div lên. Rồi. Reload trang. Input dạng email và input dạng text nó chẳng khác gì nhau đúng không? Thế bây giờ tôi cho các bạn xem nó khác nhau. Này là cái gì? Phim submit gửi dữ liệu rồi con
coi nhá, đúng không, giống nhau đúng không, thấy gì thiếu gì, trong này phải chứa ký tự A cộng thì mới được gửi, thấy khác chưa? Ok, xong. Nhưng mà này, lưu ý này, đây các bạn thấy nó bật ra cái này này, cái này gọi là cái validate, đây là kiểm tra dữ liệu ở trong các field của chúng ta bằng HTML5, đấy chưa? Bằng HTML5 và trình duyệt nó hỗ trợ cái việc này. Chúng ta hoàn toàn có thể đưa cái email và cái text về với cùng một cái máng lậu bằng cách là cho đây một cái thuộc tính là no validate. Được chưa? Giờ nó giống nhau rồi đúng không? Nếu mà chúng ta nhét cái no validate vào đây thì thôi, dẹp luôn, không khác gì nhỉ. Đi, còn ai hỏi gì nữa không? Tôi sẽ đẩy cái code này lên. Ui, không đứa nào hỏi gì nữa hả? Theo. Theo gì? Ok, chờ tí. Chứ theo đấy là viết tắt của cái gì không biết không? Telephone. Đúng rồi, telephone. Thì sao? Lắp đi kết lên nhá. Theo này. Input type bằng theo. Xem bây giờ có gì khác nhau nhé. Ủa, như tôi vẫn để cái validate sao? Chờ tí. Nó vẫn gửi đi được đúng không? Thế có gì khác nhau? Cái này này, cái input bằng tell á, là bằng cái này mình nhìn thấy. Khi mà các bạn nhập vào là tell á, thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở trên điện thoại, khi mà truy cập vào cái trang web của chúng ta ấy, chúng ta sẽ khi mà bấm vào cái field đấy để điền dữ liệu trên điện thoại ấy, nó sẽ bật ra cái ô là toàn là số. Được chưa? Thì đấy là trên điện thoại thì chúng ta mới nhìn thấy được. Gì nữa? À, cái này hay. Bạn hỏi rất hay. Coi nhá. Như tôi để cái này là get. Tôi để cái form của chúng ta là get nhá. Input bằng hidden. Value 123, được chưa? Này chúng ta có nhìn thấy cái field hidden không? Không thấy đúng không? Như lúc nãy chúng ta để ý này, cái form của chúng ta gửi dữ liệu lên thì nó phụ thuộc vào cái tên của cái của các field này và giá trị điền vào đúng không? Đúng chưa? Bây giờ coi gửi A cộng đi. Nhìn thấy cái gì đấy không? Cái name của thằng Hayden này gửi lên cùng với cái giá trị của nó. Đúng không? Hayden nó là những cái gì? Hayden người ta sẽ dùng khi người ta muốn gửi một cái dữ liệu nào đấy lên nhưng mà không muốn người dùng biết là người ta gửi lên, bằng cách là giấu nó đi, không hiển thị ra. Được chưa? Đây là có thật nhá. Người dùng khi mà chúng ta code một website ấy, thì cái này thực ra là đến khi nào các bạn học Laravel các bạn sẽ học được nhiều. Nhưng mà thực tế là khi mà chúng ta làm một cái form gì đấy, thực tế là người cái con server cái bọn làm web nó thu thập rất nhiều thông tin của các bạn mà các bạn không biết. Được chưa? Nó thu thập rất là nhiều bằng cách là nó sẽ sinh ra những cái dữ liệu và nó giấu ở dưới trình duyệt. Giấu ở phía dưới các bạn để ý nhá, đề. Các bạn sẽ nhìn thấy nó luôn luôn hiện diện ở đây. Thấy không? Nó vẫn cứ hiện diện ở đây. Nhưng mà chẳng qua là các bạn không nhìn thấy cái thẻ đấy ở đâu thôi. Đấy chưa? Không nhìn thấy cái thẻ đấy đâu thôi. Nhưng mà gửi khi mà các bạn submit cái form này, cứ gửi dữ liệu này đi, nó vẫn gửi dữ liệu của cái field là hidden này lên trên server. Vậy thôi. Hay sẽ dùng khi muốn gửi một cái dữ liệu nào đấy từ trình duyệt lên server nhưng mà không muốn người dùng nhìn thấy thì dùng được hidden. Xong. Được chưa? Gì nữa? Yên tâm, cái hidden này sau này các bạn sẽ được gặp nhiều.
Gì nữa nào? Không ai hỏi gì hả? Clear hết rồi thì chúng ta sang phần mới. Vậy thôi. Tiếp theo, sau cái input, sau cái input, à cái nhập, tôi sẽ khái quát lại cho các bạn những cái type nào các bạn hay dùng, hay phải dùng. Theo thứ tự này nhá, theo thứ tự đây nhá. Checkbox là một, checkbox là một thứ rất hay dùng. Date cũng có dùng nhưng mà sau này chúng ta dùng JS để đè lên. Date, email, file, hidden, number, password, radio, text và search. Đó, bằng đấy thẳng là chúng ta hay dùng nhất. Ví dụ như thằng number thì chúng ta thấy nó có cái gì? Number có gì? Number có số. À, ai chẳng biết là số. Hả? Không, number nó, thằng kia nó nói đúng rồi, nó biết số, đúng rồi. Nhưng mà các bạn lưu ý này, cái input type của number ấy, thứ nhất, nó có những đặc điểm sau này. Nếu ở trên trình duyệt Chrome, các bạn chỉ được phép biết số, dấu chấm và chữ E ở trong đấy. Đấy, chấm bao nhiêu E nó cũng là số mà. Được chưa? Đấy, những cái thứ nó cho phép các bạn biết bằng. Cái thứ hai, cái field number ấy, các bạn không dùng được nó ở bên trình duyệt Firefox. Nếu mà input type của number trên Firefox, nó vẫn viết được chữ vào bình thường, không khác gì cả. Được chưa? Hãy lưu ý những cái đấy. Ngoài ra chúng ta khi mà làm cái number ấy, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có một cái dấu lên, một cái dấu xuống đúng không? Đúng như thế không? Ờ, chúng ta có một cái thuộc tính là step input time number, có thuộc tính là step. Ví dụ chúng ta để bằng 5 vào đây thì có ảnh sẽ như nào? Mỗi một lần chúng ta bấm lên đây, đầu tiên là 0 đúng không? Bấm vào đây một cái chỗ này bấm được không? Bấm lên đây một cái, vào đây 5. Tức là mỗi lần bấm vào nó sẽ cộng thêm 5 lần. Tương tự với cái nút xuống này, mỗi lần giảm xuống nó giảm đi 5 lần. Được chưa? Chúng ta có thêm cái thuộc tính là min hay là max. Cái min cái max này thực ra nó chỉ áp dụng cho cái thằng này thôi. Đó là khi mà chúng ta bấm lên hay bấm xuống nó không thể nào giảm quá cái mức số 0 như tôi biết min bằng 0. Và tăng không bao giờ quá 20 nếu mà tôi biết max bằng 20, nhưng chúng ta vẫn tự chủ động tự edit vào được. Được chưa? Đấy là những cái cần phải thuộc tính cần lưu ý. Của thằng input type number. Input type text hay là tất cả các loại input thì chúng ta sẽ có. Thứ nhất, chúng ta cần phải lưu ý cái thẻ input ấy, đó là cái type là một này. Cái này dễ rồi đúng không? Type là quy định cái thẻ này nó hiển thị như nào, đúng không? Loại thẻ. Tiếp theo chúng ta có thuộc tính là value. Cái này biết làm gì không? Giá trị dùng để làm gì? Gắn giá trị. Gắn giá trị nó có tác dụng gì với khi mà chúng ta load trang ra? Đúng không? Nó hiển thị thẳng cái giá trị chúng ta đã gắn nó từ ban đầu. Được chưa? Chúng ta hãy nhớ như này, sau này khi chúng ta làm web, chúng ta sẽ có một cái màn hình này, không phải là màn hình update hoặc là edit, đúng không? Đúng nhá. Ví dụ như chúng ta có danh sách của cả lớp mình là danh sách sinh viên, đúng không? Muốn là edit thông tin của một thằng sinh viên thì chúng ta phải làm sao khi mà hiển thị ra cái form? Thì phải làm sao cái tên, là tên, cái tuổi. Thì edit thông tin của nó thì phải edit trên thông tin cũ chứ, đúng không? Thì phải hiển thị sẵn cái tên cũ và tuổi cũ của nó vào chỗ này. Thì chúng ta sẽ làm sao sinh ra những cái thẻ input và có sẵn cái giá trị của cái thằng sinh viên đấy ở trong này, thì tự động là trình duyệt sẽ hiển thị là tên cũ, tuổi cũ, đúng chưa? Đó, những cái này chúng ta phải lưu ý, chứ không có cái chuyện là bấm vào edit nhưng mà lại ra một cái form nó trống trơn, khách hàng nhìn nó đập vào mặt cho, đúng chưa nhỉ? Tiếp theo là cái gì? Tôi đã nói đến cái giá trị của size đâu. Hả? À, đúng rồi, name. Cái name này các bạn lưu ý nhá. Như lúc nãy tôi làm cái trò này.
Cái name này các bạn nhìn thấy cái hidden này, cái name tôi để là hidden đúng không? Thì nó sẽ lên trên, nó sẽ khi mà các bạn submit ấy, submit sang test.html, test.html hidden bằng 123 đúng không? Được chưa? Thì cái này đánh dấu là cái gì? Cái trường dữ liệu bọn tôi gọi là cái mỗi input gọi là một cái field. Mỗi một cái field dữ liệu thì nó sẽ gửi một cái dữ liệu nào đấy lên đúng không? Muốn lấy cái dữ liệu ở đâu thì phải dựa vào cái name của cái field dữ liệu đó. Được chưa? Như này thì các bạn sẽ biết là cái field input type bằng hidden có cái field input name bằng hidden có giá trị là 123. Field input có cái name bằng email giá trị nó sẽ bằng cái này. Text bằng cái này. Đúng chưa? Đó, thì chúng ta phải dựa vào cái name. Sau này khi mà chúng ta học code backend ấy, thì chúng ta muốn lấy dữ liệu của cái trường dữ liệu nào thì phải dựa vào cái giá trị nằm trong cái thuộc tính name của nó để lấy giá trị cả. Lấy giá trị từ chúng ta. Cái này là chúng ta gọi là dạng là key tương ứng với một cái value nào đấy. Được chưa? Ví dụ bây giờ tôi có một cái tờ giấy tôi dán vào đầu này thì là gì nhỉ? Quan. Quan. Tôi tên là quan, này tên là quan. Này, tên là quan. Thằng quan kia là tôi gọi là quan 1, dán đầu đầu 20.000. Ông bên cạnh tên là gì? Hả? Khánh. Dán đầu Khánh đầu 50.000, đúng không? Bây giờ muốn biết, thực ra tôi không biết là hai thằng này có bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu mà để biết, muốn biết thằng nào có bao nhiêu tiền ấy, túm đầu ra, giật tiền là chúng mình sẽ biết được bao nhiêu tiền. Thì cái thằng Khánh hay thằng Quang thì đều là dựa vào cái tên của nó, dựa vào tên để dựa tiền của nó là giá trị của nó mang lại. Được chưa? Thì đấy là cái field name. Cái field này là một cái cực kỳ quan trọng ở trong cái form. Tiếp theo có cái placeholder. Này là cái gì? Giá trị gì? Placeholder. Hiện tại nó không có gì đúng không? Các bạn coi nhé. Điền email của ông vào đây. Nhìn thấy gì không? Đây là giá trị có sẵn à? Không phải nhé. Cái này không phải là giá trị có sẵn nhé. Các bạn nhìn này. Ủa, đây tôi viết nhầm một value sao? Tôi viết nhầm một value. Xin lỗi các bạn. Đây. Nhét đây. Nó nhìn thấy chữ nó mờ đúng không? Đây, nhét rồi. Thấy gì? Nó kiểu dạng là ghi chú. Nó ghi chú sẵn ở đấy là cái field này cần phải làm gì. Được chưa? Vậy thôi, chứ nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nó không ảnh hưởng đến việc là dữ liệu của chúng ta nó bị thay đổi hay không. Đây là placeholder. Đấy những cái chung nhá. Đấy những cái chung. Các bạn xem tiếp này. Đây là avatar chẳng hạn. Avatar input bằng file name bằng avatar. Ví dụ như này nhá. Bây giờ các bạn sẽ có cái gì? Chu file đúng không? Đúng nhá. Bấm vào đây một cái. Nó cho chúng ta chọn tất cả các loại file đúng không? Đúng không? Rồi, bây giờ tôi sẽ có cái là accept image sược sao chẳng hạn. Tắt bớt đi cho nhìn nó đỡ nhiều. Rồi, reload lại trang. Còn nhìn thấy những cái file .xl. Nhìn thấy đúng không? Nhưng mà có chọn được không? Ở bên Windows các bạn còn không nhìn thấy cơ. Các bạn thử mà coi. Accept, chúng ta có thuộc tính đặc biệt là cho thằng input type bằng file này. Có cái accept là chấp nhận đúng không? Accept là chấp nhận những cái file ảnh và có tất cả các loại đuôi. Nó chấp nhận tất cả các loại file là ảnh, đuôi bất kỳ. Đuôi ảnh có những cái loại đuôi gì các bạn biết không? JPEG, GIF. Đúng không? Đây là những cái loại phổ biến còn nhiều lắm. Bitmap đủ có thể loại, đúng không? Thì nó sẽ cho phép các bạn chọn những cái loại file là ảnh. Còn những cái loại khác có nhìn thấy không chọn. Mà đã gọi là thuộc tính là thuộc là dạng file thì sao? Chúng ta có chọn được thư mục không?
Chọn được thư mục không? Chọn được nhưng mà không gửi lên được, không ok được. Đúng không? Chỉ có thể chọn những cái file nằm trong những cái thư mục đấy thôi. Xong chưa? Đó, thì chúng ta phải lưu ý những cái này. Nhưng mà thực ra đây là fake cả mà. Để ý này. Ôn file. Đấy. Được chưa? Thế cho nên là cái việc cho accept vào ấy, nó chỉ là mang tính chất tương đối của HTML cho phép chúng ta thôi. Sau này thực tế ra khi mà chúng ta làm, chúng ta phải dùng JavaScript để validate cho những cái view mà kiểu dạng như thế này. Khi mà gửi lên nó sẽ bắt được cái đuôi file là cái gì. JavaScript nó đọc cái đuôi file là gì, nó không cho phép các bạn chọn nữa. Thì đấy, sau này mới là cái validate. Còn validate ở cái dạng HTML này nó chỉ là mang tính chất tương đối thôi. Không ăn thua gì cả. Hả? Ô, không dùng file thì ông gửi lên kiểu không gửi, ông gửi cái tài nguyên lên kiểu gì? Gửi vào mắt, lưu up avatar gửi kiểu gì? Hiểu không? Rồi, tiếp theo. Nhắc đến file mình nhớ. Đó là cái form của chúng ta này. Sau này chúng ta học form ấy. Form mà muốn gửi một cái dữ liệu gọi dạng media ấy. Tất cả những cái file của chúng ta đều gọi là dạng media cả nhé. File ảnh, file text, file word, gì đấy đều là gọi là media cả. Một cái form để nó chấp nhận cái việc các bạn gửi file đi ấy, thì chúng ta còn bắt buộc phải có thêm cái thuộc tính này là encrypt type bằng multipath sược form trừ data. Như này thì các bạn mới được phép gửi file đi. Chứ còn nếu không, chúng ta có chọn file 1 mê, file 10 mê, file mấy trăm kilobit nó cũng không gửi đi, mà nó chỉ gửi một cái tên. Thì đấy là cái lưu ý cho các bạn với cái thằng form này. Ghi vào để nhớ thôi. Thế còn sau này đến cái phần upload file lên server thì tôi sẽ hướng dẫn lại các bạn về cái form. Được chưa? Thằng input này tôi muốn dạy các bạn rất là kỹ để bởi vì sau này chúng ta dùng rất là nhiều. Xong chưa? Rồi tiếp tục nhá. Còn nhiều lắm, cứ thong thả, còn nhiều lắm. Ví dụ bây giờ tôi sẽ nhét thêm cái, tôi nhét lên đầu đi cho dễ nhìn. Các bạn coi này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ có một cái IP gender đi. Giới tính đúng không? Giới tính này. Married is married, chị quên. Kết hôn. Married. Input type bằng checkbox. Được chưa? Input type bằng checkbox. Name bằng married. Value. Value bằng 1. Được chưa? Thằng nào yêu đời đấy. Rồi, married. Được chưa? Bây giờ tôi không làm cái gì, tôi gửi data lên nhá. Có thấy thằng married đâu không? Đây, thằng này con name là married nhá, đúng không? Back lại này. Tôi tích vào. Gửi đi. Nhìn thằng married đâu? Thì cái đặc điểm của thằng input type checkbox thì là như nào? Không tích vào thì dữ liệu ở cái field đấy không được gửi lên. Được chưa? Cái này rất là quan trọng. Hãy lưu lại. Dữ liệu của thằng input type checkbox nếu các bạn không tích vào thì nó sẽ không gửi lên trên. Được chưa? Ngoài ra nãy các bạn thấy tôi làm cái gì? Và các bạn thấy tôi làm gì? Tôi tích vào cái thẻ input checkbox. Tôi tích vào đó. Cái thẻ label. Được chưa? Thì cái này hôm trước tôi nói rồi đúng không? Fuck, tại sao lại trước? Để ý này, cái thẻ label của chúng ta nó là thẻ để hiển thị chữ. Nhưng mà nó có một cái thuộc tính là for. Và các bạn để ý cái giá trị của nó giống như cái giá trị gì? ID của một cái thằng input hoặc là một thằng nào đấy khác đúng không? Khi các bạn bấm vào như này này, nếu ví dụ đặc biệt là với thằng kiểu dạng là checkbox hay radio,
thì cái tiết diện để các bạn bấm vào nó rất là nhỏ, đúng không? Thì thay thế cho cái việc đấy thì người ta có cái thằng label này. Khi mà các bạn bấm vào cái thẻ label ở đây chẳng hạn, mà cái label này có cái giá trị for bằng cái giá trị ID của thằng checkbox nào khác, thì tương đương với cái việc là các bạn kích vào trong cái thẻ input này. Được chưa? Như vậy thì tăng cái tiết diện mà chúng ta có thể tương tác với cái thẻ lên rất là nhiều lần và dễ dàng cho người dùng hơn. Được chưa? Tương tự với cái thẻ input này. Thấy không? Được chưa? Đấy là cái tác dụng của label, và thế nên label nó sẽ đi kèm với input, hay là checkbox, tick area hay là select box. Được chưa? Tiếp, vẫn còn nữa, chưa hết được. Thế nếu trong trường hợp tôi muốn thằng input này ngay khi tôi load ra nó được check thì sao? Có làm được không? Ví dụ như up lại, quay lại cái bài toán update thông tin của một thằng sinh viên, nó nhỡ nó có gia đình rồi sao? Làm sao để biết khi mà update? Nhá. Check it. Được chưa? Check it, tôi reload này. Tôi uncheck này, tôi reload. Được chưa nhỉ? Check it. Thuộc tính check it. Cái thằng check it này chỉ có ở cho input và radio button thôi nhá, chứ nó không có trong các thể loại khác đâu, nhét vào nó không có tác dụng gì cả. Được chưa? Ông nghĩ thử xem đã rồi ông hỏi. Check cực chẳng qua nó là cái trạng thái của cái thẻ input này đã được tick thôi. Mà khi mà submit form thì nó chỉ kiểm tra cái trạng thái của cái thẻ input tại thời điểm submit nó có được tick hay không. Hiểu chưa? Xong chưa? Xong input time checkbox chưa? Ok, chưa, làm xong đi. Tiếp nhá. Thế nếu mà bây giờ tôi có cái merit value bằng 2 như này thì sao? Hai thằng này có cùng tên, cùng check it. Đây merit 2. Đây là cưới, thằng trên là cưới lần 1. Thằng này là cưới 2 lần rồi. Giờ sao? Có cùng tên nhá, các bạn lưu ý nó có cùng tên và cùng được kích thì làm sao? Dữ liệu có gửi đi không? Gửi của thằng nào hay gửi cả? Merit bằng 1, bằng 2. Làm sao thì cái ở trên kia nó biết lấy thằng nào, đúng không? Chúng ta chỉ dựa vào mỗi một cái tên thì làm sao mà biết được là thằng nào là thằng chính? Không biết được, đúng không? Vậy sao chúng ta có gì? Nếu chúng ta có chung một cái name mà muốn gửi cả những tất cả những cái thằng được kích lên thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Được chưa? Nó sẽ đưa kiểu dữ liệu của chúng ta trở thành dạng mảng. Mảng thì mấy nữa học JavaScript sẽ được tiếp xúc gửi lên. Đây các bạn nhìn này, mảng 1, mảng 2. Ủa? Sao lại trông như này ta? Thôi kệ nó. Cái này ở trên kia nó mới bắt được, tác dụng ở trên server thôi. Chúng ta cứ thêm, nếu mà có cùng tên chúng ta cứ thêm cái này vào cho tôi. Được chưa? Sau này chúng ta sẽ thấy là tác dụng của nó. Tiếp theo. Làm thời tôi xóa bớt một cái đi nhá. Tiếp theo chúng ta có label for gender. Đây là male. Đây là radio. Này tôi phải để ở một cái thẻ strong, thẻ span ở trước này. Gender 2 chấm. Male này. Gender value 1 này. Applicate này lên. Đây là female nữ đúng không? Click vào đây. Value bằng 2. Và other giới tính khác. Đây là 3. Yeah. 3.
ở bài cả. Đây. Chúng ta thấy gì? Giới tính này. Giới tính thì được chọn mấy? Một người có mấy giới tính? Rào ấy. Thằng Quang kia đúng không? Mày có 3 giới tính hả Quang? Tích vào male này, tích vào female này, tích vào other. Làm sao? Các bạn chỉ được chọn một thôi. Biết nó biết làm sao nó bỏ thằng kia, nó chọn thằng này thì nó bỏ thằng kia. Trong một cái name. Ba thằng này có cùng một cái name. Đúng chưa? Nếu bây giờ tôi chỉ bỏ cái này thành gender 1 cái biết ngay, biết nhau ngay. Male rồi này, other này thì hai thằng này cùng tên đúng không? Tích vào đây vẫn được. Đấy chưa? Dựa vào cái giá trị của name thì để tích thằng này hay bỏ tích thằng kia. Và thằng này nó giống với cái thằng checkbox thì nếu mà khi mà load ngay khi load ra muốn check thằng nào thì cho thêm một thuộc tính checked vào đây. Được chưa? Đấy là cái thằng radio hay mà mọi người hay gọi nó là radio button. Được chưa? Nói chung là với cái input nó còn nhiều thứ lắm. Tôi chỉ nhắc các bạn những cái gì nó chung chung nhất thôi. Chứ còn để nhắc hết chắc hết cả buổi nay chưa hết được. Tôi nói thật. Các bạn đã nhìn thấy cái thằng này bao giờ chưa? Price input range. Value là một chuyện này, min 0, max 1000. Nhìn thấy bao giờ chưa? Này nhìn thấy ở đâu? Ở đâu? Chính xác. Muốn tìm khoảng giá hoặc là giá của một cái sản phẩm nào đấy nằm trong cái khoảng giá bao nhiêu? Đúng không? Kéo ra, kéo vào, đúng không? Âm thanh, đúng không? Đây là cái loại input time rate. Thì gì nhỉ? Đó. Nó còn nhiều biến thể lắm. Mỗi một cái nó sẽ có ứng dụng riêng thì chúng ta phải nhớ được cái kiểu hiển thị và cái cách nó tương tác với dữ liệu như thế nào để chúng ta lựa chọn sử dụng các loại input nào cho hợp lý. Hả? Đi. Mày vừa nói liên thuyền gì ấy? Hay quá. Còn nhiều cái hay lắm. Nó không chỉ còn đây này đâu. Xong chưa? Đấy là tôi giới thiệu qua cho các bạn những cái kiểu về input, kiểu của input. Còn rất là nhiều kiểu nữa. Thì chúng ta về nhà tự khám phá tiếp. Tiếp theo. Vẫn trong cái loại form nhá. Chúng ta còn có cái quê quán, hometown. Chúng ta có thể select. Có thể select, tôi để chữ hometown ở đây. Thẻ select với cái value select này nó sẽ đi với option. Bây giờ các bạn cứ viết vào đây là 1, ví dụ đây là HN, đây là Hà Nội này. Duplicate lên, đây là ND, đây là Nam Định. Duplicate tiếp, đây là HNA, đây là Hà Nam. Nhìn thấy gì? Một trong những giá trị chúng ta định trước. Nhưng cái này nó khác so với thằng checkbox là thằng radio nhé. Các bạn để ý này. Nãy cái Hà Nam này value của nó là gì? HNA đúng không? Hometown bằng. Đây gọi là nói một đằng làm một nẻo đấy. Hiển thị một chuyện nhưng mà cái giá trị thực sự gửi đi nó là chuyện khác. Được chưa? Cái này nó khác so với cái radio button. Cho nên là chúng ta cũng phải lựa chọn. Cái select box này dùng để lựa chọn một trong, nó giống như thằng radio button là lựa chọn một trong những cái option. Đấy chưa? Nhưng mà nó khác so với thằng radio là một cái là, thứ nhất là cái cách hiển thị của nó gọn hơn. Được chưa? Cái thứ hai là cái tên hiển thị là một chuyện, nhưng mà nó giá trị thực sự nó gửi đi là chuyện khác. Được chưa nhỉ? Nên là chúng ta phải để ý.
Và ở đây khi mà lớp mới lần đầu tiên load ra, các bạn nhìn thấy là nó chọn thằng nào đầu tiên? Thằng option đầu tiên thì chọn đầu tiên đúng không? Nếu mà tôi muốn chọn thằng Nam Định này sao? Em lại anh selected. Được chưa? Reload. Thằng này nó khác với thằng kia. Bởi vì select, thẻ select là lựa chọn, thì cái thuộc tính để chọn sẵn thì sẽ là selected, chứ không phải là checked. Được chưa? Chúng ta phải nhớ. Nếu mà cả hai thằng này đều có selected thì sao? Chọn thằng đằng trước, đúng không? Đằng trước hay đằng sau? Đằng sau. Đấy, chọn thằng đằng sau. Ok chưa? Chúng ta có thêm cái thằng này, tôi chưa dùng mấy, tôi không dùng mấy. Group option. Option group. Đây là Nghệ An. NA. Đây là Thanh Hóa. TH. Đây là cái gì nhỉ? Hà Tĩnh. HT. Các bạn nhìn thấy gì? Nó tách hẳn ra đúng không? Ở đây các bạn để ý này, là miền Bắc. Đây là Bắc Trung Bộ. Ủa sao không hiển thị gì ta? Tôi cũng không hay dùng cái này. Chờ tí nhá, tôi coi lại xem nó như nào. HTML option, option group. Tôi không nhớ lắm. Label bằng thấy không? Miền Bắc thì nó có những cái này, miền Nam, Bắc Trung Bộ thì nó có những cái tỉnh này, được chưa? Nó chia khoảng ra, giúp chúng ta dễ dàng tìm kiếm, dễ dàng lựa chọn hơn. Và tất nhiên với cái option group này chúng ta không thể nào mà select được, không select được, chỉ select được những cái option ở trong. Đấy là cái OPT group, option group. Xong chưa? Chưa. Chưa hết về cái select đâu. Ốm. Nay về đến nào ốm đừng đổ tại tôi nhé. Không phải tại tôi. Chúng ta để ý này. Ở đây. Chúng ta để ý này. Ở đây cái thẻ select của chúng ta chọn được mấy giá trị? Ông chọn hộ tôi cái. Chỉ chọn được một giá trị thôi, được chưa? Nhưng mà chúng ta hoàn toàn thì chọn được nhiều giá trị bằng cách thêm chữ multiple này, được chưa? Kéo lên kéo xuống. Nếu mà tôi chọn thằng này thì nó bôi đen thôi. Chọn thằng này bôi đen, chọn thằng này bôi đen. Nhưng mà làm sao để chọn được nhiều? Chúng ta giữ control, được chưa? Submit lên. Hôm sau bằng ND, hôm sau bằng HNA, được chưa? Đấy là cách để chúng ta chọn nhiều. Multiple. Gì nữa nào? Xong thẻ select. Xong chưa? Tiếp theo. Chúng ta nhìn input time take không?
chúng ta viết được nhiều dòng trên input này không? Viết được không? Không. Không viết được nhiều dòng, cũng không viết được một đoạn văn xuống dòng, đúng không? Thế vậy chúng ta phải có một cái thẻ khác để giúp chúng ta có thể là viết đoạn văn nhưng có thể xuống dòng được. Chúng ta có ví dụ đây tôi để là content. Chúng ta sẽ có cái thẻ là thẻ text area name bằng content, ví dụ như này. Đúng không? Nhiều dòng chưa? Thẻ text area. Chúng ta có thể quy định sẵn cho nó những cái côn số lượng hàng. Đây là côn là cột số lượng ký tự ấy. Tôi để là khoảng 30 ký tự. Row là 10 dòng. Quy định luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 phát này, 2 3. Đúng là 30 không? Tôi cũng chẳng đếm đâu. Và đây là một dòng này. 2 dòng, 3 dòng, 4 dòng, 5 dòng, 6 dòng, 7 dòng, 8, 9, 10. Đúng chưa? 30 ký tự, 10 dòng. Quy định sắc, quy định luôn. Được chưa? Đó. Đến đây là còn thực ra cái thẻ này chúng ta đã biết rồi. Chúng ta có còn thẻ cuối cùng là thẻ button. Button có nhiều type, button cũng có nhiều type, type bằng submit, type bằng reset. Reset cancel đây. Tôi viết linh tinh ở đây nhá. Tôi chọn một thằng nào đấy, chọn nhiều thằng. Viết vào đây, viết linh tinh vào đây, thấy chưa? Gửi đi thì nó rõ ràng là gửi dữ liệu đi rồi đúng không? Bấm một cancel, tất cả trở về với cái máng lợn ngày xưa, đúng chưa? Trở về với những cái giá trị khởi tạo ban đầu của cái form, thì cái type là type reset. Đó, đấy là hai loại button nổi chính của chúng ta thôi. Xong chưa? Bây giờ các bạn ngồi tạo cho tôi một cái. Bây giờ nhé, chúng ta vào trang thế giới di động.com. Vào thế giới di động.com. Lenovo IdeaPad 310. Các bạn nghĩ cách làm cho tôi một cái fill để người ta điền hết thông tin của cái laptop này vào, để thu thập hết tất cả thông tin của laptop. Bởi vì khi mà người ta tạo cái sản phẩm này ra, người ta cũng phải cần có những cái input, cần có những cái checkbox hay những cái gì đấy để thu thập để tạo nên cái thông tin của sản phẩm này, đúng không? Kể cả ảnh này cũng vậy này, kể cả ảnh này cũng thực ra người ta cũng là gì, cũng là có một input type một file thôi để nhập để gửi cái ảnh lên đây để cho chúng ta hiển thị ra như này. Thì bây giờ các bạn hãy nhìn xem những cái sản phẩm là Lenovo, một cái máy tính nào đấy, chúng ta làm cách nào để giúp người ta có thể nhập được thông tin của cái sản phẩm này lên website, bao nhiêu một phòng, gồm với thông tin gì, ra là sao? Thử đi. Chỉ sản phẩm và thông tin của sản phẩm thôi nhá, chứ không có thông tin linh tinh bên lề như này đâu. Không có đâu, chỉ thông tin của sản phẩm thôi. Ba trăm sáu mươi độ. Đây này, như là bố quay cái ảnh động như chứ. À. Ôi giời ơi.
thế luôn.
Xong chưa? Bài này sẽ là bài về nhà của các bạn nhé. Vãi gì vãi, tôi không chữa đâu. Cái này các bạn cứ suy nghĩ và làm đi. Ơi. Cái gì mà cho chọn hay điền? Để tôi coi lại nhé. Đây đúng không? Đâu thông số RAM đâu. Đấy gì? Cái này các bạn thử nghĩ xem. Thường thường cái phần thông số kỹ thuật này, biết người ta làm nào? Cho một cái dạng kiểu như này. Cái dạng này dạng là editor. Nhìn thấy quen không? Có giống Word của các bạn không? Ờ, người ta sẽ làm và nhấp vào đây một cái bảng. Nhấp vào đây một cái bảng thôi. Viết vào RAM là bao nhiêu? Thông số máy là như nào? Viết vào đấy. Cho nhanh. Chứ chọn chiếc quái. Được chưa? Nó chẳng qua cái editor như vừa rồi, nó là ở trong cái thẻ text area. Vậy thôi. Cái này sau này các bạn sẽ được làm. Yên tâm, không chạy đi đâu đâu. Không phải gì phải vội cả. Tôi chỉ cần những cái thông số các bạn nghĩ ra được. Rồi, tiếp theo. Chúng ta xong loại thẻ về form rồi nhá. Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Về nhà làm đi, nghĩ đi. Sau này chúng ta làm được cái form bên tổ. Đi nữa nào. Chúng ta đã có những loại thẻ gì rồi nhỉ? Text rồi này, list, table, form, rồi thì link đúng không? Link làm chưa? Thẻ A rồi 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo đến media. Cái này học chưa? Theo các bạn thẻ media là thẻ gì? Hả? À, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi đấy. Đấy, tự làm rồi. Media.html. Trong này chúng ta sẽ có những cái gì? Ví dụ như tôi sẽ có một cái IMG. Cái dễ nhất là cái IMG đúng không? Được chưa? SRC các bạn để ý này. Đây là cái icon đúng không? Đây là cái ảnh icon đúng không? Rồi tôi viết vào đây là icon.jpg. Xong chưa? Chạy thôi. Đúng anh Bình đẹp trai không? Được chưa? Rồi sao nữa? Thế nếu ở đây tôi thêm một cái chuyện hai vào đây sao? Có cái ảnh này không? Lỗi. Không hiển thị gì thôi. Và nếu mà chúng ta để cái thuộc tính ALT này. Đây là ảnh anh Doãn Chí Bình. Anh Doãn CB. Thấy không? Chú thích cho cái ảnh. Đấy không phải là chú thích, nếu mà tôi để nguyên cái ảnh này. Có thể chú thích đâu không? Hover vào này. Để một tí. Không lên à? Cái ALT này này là khi mà chúng ta dẫn cái đường ảnh mà ảnh nó bị chết ấy, ảnh nó không tồn tại ấy, thì nó sẽ hiển thị cái text này. Được chưa? Cái này ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta sell một website, Google sẽ đánh giá những cái ảnh của chúng ta xem là cái ảnh có cái thuộc tính ALT này. Được chưa? Gì nữa? Các bạn có thấy cái ảnh này to quá không? Width 200. Nhỏ đi chưa? Rồi gì nữa? Chiều dài. Đây chiều rộng đúng không? Đây chiều dài 2 400. Giờ ảnh nó thành cái gì? Đúng không? Ảnh nó sẽ bị méo. Đúng không nhỉ? Tất nhiên chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái ảnh nó méo như này bằng cách là căn chỉnh cái chiều dài, chiều rộng của ảnh. Nhưng một cái sự thật đó là khuyên chúng ta không nên căn chỉnh cả hai chiều của cái ảnh. Được chưa? Chỉ căn theo một chiều thôi để cái ảnh của chúng ta nó giữ được cái tỷ lệ gốc. Chứ nếu chúng ta cứ cố ép nó theo chiều dài, chiều rộng chúng ta quy định thì nó sẽ bị vỡ. Được chưa nhỉ? Thì đấy là những cái chúng ta cần phải lưu ý khi làm việc với ảnh. Xong. Còn cái SRC này này, nó là đường dẫn tính từ
tính từ cái file đang được thực thi nhá, là file media này, cho đến cái file ảnh thuộc về cái ảnh thuộc về ảnh sẽ được hiển thị, đúng không? Thì ở đây hai thằng này có ngang hàng không? Ngang hàng nhau đúng không? Thế cho nên là nó sẽ bằng nhau. Được chưa? Nó sẽ chỉ việc gọi thẳng tên nhau thôi. Bây giờ này, tôi chuột phải vào đây, tôi move sang là img image icon. Đúng chưa? Thứ mục là image. Rồi về đến icon, nếu tôi để nguyên như này có chạy không? Mà phải sao? Image sược icon thì nó mới chạy. Đúng chưa? Thế nếu mà cái media này của tôi chuyển sang một cái thư mục khác. Đây là test sược media. Đây đúng không? Tôi chạy cái file này. Có chạy không? Thế làm sao để cho nó chạy? Thêm vào đâu? Các bạn học cái đường dẫn tương đối chưa? Cái chấm chấm sược này là như nào? Lùi ra ngoài một thư mục. Thư mục hiện tại của cái file đang chạy là cái file media.html đúng không? Chấm chấm sược tức là lùi ra khỏi cái thư mục đang chứa cái ảnh này, là lùi ra cái thư mục là L02. Sau đó sược vào cái thư mục là image. Sược tiếp vào cái ảnh là icon.jpg. Đến lúc này có tìm thấy không? Tìm thấy là cái chắc rồi. Được chưa? Thì đây là cái trò. Không tắt được không ạ? Chạy sang phòng bên cạnh. Thì đây là cái trò là đường dẫn tương đối. Được chưa? Không thì chạy ra đầu kia em gọi kỹ thuật bảo anh ấy tắt điều hòa cho. Không phải chết rét. Được chưa nhỉ? Đây là cái thẻ đầu tiên của media là thẻ về ảnh. Thì chúng ta có những cái lưu ý như thế này. Còn nốt lại cái gì thì nốt đi, code gì thì code đi. Thông tin nó cứ sang thẻ khác lại không có cái mà code. Con điên. Audio. Để tôi chuẩn bị cho cái dữ liệu cho cái audio và video. Bắt chưa? Tưởng mới đi tắt điều hòa. Giờ mày đi tắt điều hòa. Ok. Xong chưa? Xong về ảnh chưa? Có bạn nào thắc mắc gì nữa không? Thế ảnh này chúng ta có thể nhúng bất kỳ loại ảnh này vào nào vào đây nhé. Từ ảnh GIF, GIF các thứ các kiểu cho đến ảnh PNG các thứ chúng ta có thể viết vào đây. Xong chưa? Tiếp nhá. Chúng ta đến với cái phần tiếp theo, tôi nhét cái này vào một cái thẻ đĩa. Để cho nó xuống dòng. Những cái thằng khác nó xuống dòng. Ở đây chúng ta sẽ có thêm thẻ là video. Không, chỉ có cái này thôi, nó tự sinh ra kệ nó. Tạm thời tôi cứ tắt bớt mấy cái này đi. Sược này, thẻ video nó giống thẻ select đúng không? Ở trong này có một mớ thẻ sược. Cho nhìn sược là bằng tôi, đây là cái thẻ video thì tôi để đến cái video là con điên chấm mp4 nhá. Tôi viết vào đây. Con điên
index.mp4. Được chưa? Chạy. Có thấy gì không? Không. Giờ chúng ta thêm vào đây thuộc tính là auto play. Ồ, nhầm. Xin lỗi các bạn, cái này nó đang ở trong này. Thì phải là chấm chấm sược con điên chấm mp4. Wow. Đây là loa của tôi, nó to rồi đấy. Đây chẳng qua nó chưa. Đúng chưa? Nhưng mà các bạn có dừng được video không? Không dừng được video. Bây giờ muốn dừng video chúng ta phải có tiếp tục tính là control. Thấy không? Nếu mà tôi bỏ cái autoplay này đi thì nó sẽ không tự chạy thôi. Nó ra như này nó không tự chạy video, mà chúng ta phải bấm vào play thì nó mới chạy. Chúng ta có thuộc tính là loop, auto loop. Thì chúng ta có thêm là khi mà nó chạy hết video, auto loop, tôi biết sai gì à? Loop thôi sao? 17, 18. Lại quay lại từ đầu. Là nó sẽ chọn nó quay lại trở thành một cái vòng lặp. Được chưa? Thì đây là cách chúng ta nhúng một cái video vào. Tất nhiên ở video chúng ta muốn set width set 2 cho nó cũng được. Width bằng 400 pixel. Được chưa? Cho video nó nhỏ đi. Tải ngược video về nhé, thử có quay được không? Tương tự với video chúng ta có cái thẻ audio. Sược đến cái file là audio.mp3. Đấy, ở dưới này đúng không? Đúng chưa? Có thể chạy được một cái audio, chạy tiếng thôi. Đấy là cái những cái thẻ, đây là ba cái loại thẻ về media của chúng ta. Hết rồi. Ba loại thẻ media thì bao gồm có audio, video và IMG. Phải giữ kết đi. Rất thoải mái. Tải trên mạng xuống. MP3, MP3 các thứ kiểu tải xuống. Chúng ta làm nhé và chúng ta nghỉ khoảng 10 phút. Sau đó chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Anh còn thiếu.
thì ông mũi nước ở bên lỗ pin ra cắn đó. Giờ này mấy giờ mà ăn cơm? Hả? Đáng lẽ bọn này phải ăn cơm từ sớm. Lớp học xong là phải đi ăn cơm rồi. Ngày xưa nhà tôi bán cơm 12 giờ trưa là công nhân có ra ăn, là nhà mình là phải một là ăn đến lúc 2 giờ mới ăn, hai là phải ăn từ 11 giờ. À, tôi có nuôi con vợ. Làm sao? Không. À, ơ đúng.
Xong chưa? Có ai thắc mắc gì không? Nên lên đấy làm gì ấy? Hết giờ chơi rồi. Chúng ta đến với cái loại thẻ cuối cùng. Để tôi move cái này ra ngoài. Ok, chúng ta đến với loại thẻ cuối cùng. Aria.html. Loại thẻ cuối cùng của chúng ta là loại thẻ vùng chọn. Nãy giờ chúng ta thấy tôi dùng rất là nhiều thẻ nít đúng không? Rồi. Thì đấy, thẻ nít nó là một trong những cái thẻ thuộc về loại thẻ vùng chọn của chúng ta. Thực ra nếu mà với HTML không ấy, tất cả thẻ vùng chọn của chúng ta nó chỉ có một kiểu dạng, một cách để tính thôi. Style. Một cách hiển thị của nó duy nhất đó là cái block. Những cái thứ nằm trong block thì cái thứ đấy nó không trung hàm với bất kỳ thằng nào cả. Thì giống như kiểu là thẻ hạng 1
H6, thẻ P nó giống nhau, tất cả là đều có display bằng block là nó sẽ hiển thị riêng một mình ở trên một hàng. Cho nên là nên biết những cái thẻ input của chúng ta. Ví dụ quay trở lại với cái form, như bình thường label và input của chúng ta nó nằm trên một hàng đúng không? Và nếu mà chúng ta viết hai cái thẻ input nằm cạnh nhau thì nó cũng là sát vào đuôi cái này hết thì đến cái kia luôn đúng không? Nhưng mà ở đây tôi viết là cái thẻ input nằm trong cái thẻ deep. Cho nên là cái input nó sẽ hiển thị như thế nào? Viết ở trong đây. Đúng không? Và cái thẻ deep nó là bao ngoài. Cái chiều dài của thẻ deep thì nó sẽ phụ thuộc vào cái chiều dài của cái thẻ input nằm trong nó. Cho nên là một mình cái input này nằm dọc, không có bất kỳ khả năng nào ngang hàng nào ngang. Thế là tôi lợi dụng cái tính chất là block ở trong cái thẻ deep. Và tất cả các thẻ vùng tròn thì nó đều thuộc dạng kiểu hiển thị là block như này cả. Thì chúng ta có những cái thẻ hiển thị vùng tròn đó là những cái thẻ gì? Chúng ta có thẻ đầu tiên là thẻ deep, thẻ này thẻ dùng nhiều nhất. Thẻ deep là thẻ viết tắt của từ division, là vùng tròn, vùng chiếm gì đấy nhớ. Tiếp theo chúng ta có những cái thẻ mà thực ra là các cái thẻ này nó đều có cách hiển thị như nhau, nhưng mà tên nó sẽ khác nhau. Tên nó khác nhau là để giúp chúng ta có thể là dễ dàng phân chia các vùng hiển thị ở trên cái trang web của chúng ta một cách dễ dàng hơn, và để chúng ta đỡ tốn những cái ID và những cái class. Thì chúng ta có những cái thẻ như sau, đầu tiên là thẻ header. Header là phần đầu trang đúng không? Ví dụ một trang web chúng ta có như thế này, đây chúng ta có phần đầu này là phần header. Đã có header thì sẽ có footer. Đúng nhất. Trong phần nội dung chính này, chúng ta có thẻ main. Trong thẻ main thì chúng ta có thường thường các website chúng ta hay có cái bên này đúng không? Chúng ta có phần là thẻ aside. Đúng chưa? Trong phần header này thường thường chúng ta chứa một cái navigation thẻ menu đúng không? Thì ở trong này cái thẻ menu, cái thẻ để cấu thành cái navigation này chúng ta có thẻ nav đó. Trong phần main này chúng ta có những cái vùng nó nhỏ hơn, nó phân tách cái main này ra thành nhiều phần đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái phần nội dung ở trong đấy, nó sẽ bao gồm là cái thẻ trong này nó có thẻ là thẻ section, thẻ article. Chúng nó cách hiển thị không khác gì nhau. Tuy nhiên tại sao nó phải phân nhiều cái thẻ như thế này? Thứ nhất, khi mà chúng ta biết thẻ header ra thì biết cái thẻ nó nằm ở đâu, thẻ footer nằm ở đâu, thẻ main nằm ở đâu, thẻ section, article link là như thế nào, website là như thế nào. Và khi mà chúng ta quy định ấy, thì bao giờ cái thằng article này nó cũng là cái thằng article lớn hơn thằng section, và thằng section này lớn hơn thằng link. Đây là quy định cho nó rõ ràng thôi, chứ còn chúng ta cốt vào bộ trang này bằng thẻ deep chẳng ai cấm. Không ai cấm của chúng ta cái việc đấy. Được chưa? Đấy, cả vùng tròn nó chỉ có thế đó. Tách các vùng ra. Được chưa nhỉ? Hết phim. Gì? Đây là tổng hợp lại chúng ta có 7 loại thẻ ở trên HTML. Đây là tôi không tính đến những cái loại thẻ lôm côm khác, ví dụ như phần head, phần meta, các kiểu tôi bỏ qua. Tôi chỉ động đến những cái thẻ mà dùng chính ở trong phần menu của chúng ta mà thôi. 7 loại thẻ. Loại thứ nhất là gì? Text. Rồi gì? Danh sách, list, table, media, form, link và cuối cùng là thẻ dạng thẻ vùng tròn area. Thì chúng ta phải học là thống kê nó lại như vậy, để từ sau chúng ta dùng cái gì thì chúng ta hình dung là chúng ta cần dùng cái vùng nào, nhét cái gì vào đấy thì chúng ta lựa chọn trong 7 cái loại thẻ chúng ta đã học ở đây. Thì đấy là hết cái lesson 1, cái bài 1 của chúng ta là cái bài nội dung về thẻ, các loại thẻ ở trên trình duyệt. Chúng ta sẽ sang với cái bài học thứ 2. Các bạn lưu ý này, cái bộ slide này tôi làm thì không nhất thiết là cứ một bài là phải học hết một slide nữa. Và thậm chí là chúng ta học 42 buổi thì chúng ta chỉ khoảng hơn 20 slide thôi. Thì mỗi bài nội dung nó rất là lớn và tôi muốn nói chi tiết cho các bạn, cho nên là tôi sẽ có thể là một bài chúng ta học một cái slide cũng được, hoặc một bài học hai ba bài chúng ta mới học hết một cái slide. Đấy là chuyện bình thường. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang cái bài lesson 2.
tôi sẽ share cho các bạn cái đường dẫn của file đây. T3H này. CRM. Còn nào thắc mắc gì lại gì về với cái khái niệm chúng ta vừa mới học không? Không có gì đúng không? Nó chưa có cái gì cả. Thì tôi sẽ up cái file này lên trên Facebook của chúng ta. Thêm tệp. Rồi, chúng ta tải cho mình cái slide số 2 về đi. Lấy về chưa? Chúng ta sẽ trước khi vào cái bài này, chúng tôi sẽ cho chúng ta xem một cái thứ như này. Chúng ta để ý này, ví dụ như cái thẻ đĩa này. Đây, chúng ta nhìn cái thẻ đĩa không, bấm cái thẻ đĩa nhá, đúng không? Chúng ta nhìn thấy cái gì ở bên này, nhìn thấy cái gì? Đĩa có display lọc lõ, đúng nhá. Bây giờ các bạn coi này, tôi có cái text area này, tôi viết chữ ở đây đúng không? Đúng chưa? Bây giờ các bạn tích, các bạn làm cho tôi đi, các bạn mở cái file form kia ra, mở cái file bất kỳ ra, tích vào cái thẻ text area ấy. Chúng ta có cái phần ở bên này là style đúng không? Các bạn kéo rộng rộng ra cho nó dễ nhìn. Chúng ta sẽ có thêm cái này là color chẳng hạn. Color green. Thấy chữ chuyển sang màu xanh không? Đúng nhá. Ví dụ đây tôi để là background là yellow, nền màu vàng, chữ màu xanh nhìn hơi cổng tí, đúng không? Thế vậy sao? Nóng thế, mở cửa không ấy, nóng quá. Thứ nhất, chúng ta để ý ở phía dưới này chúng ta có một cái gì là User Agent Style Sheet, đúng không? Thì ở đây ý nghĩa của nó là cái gì? Tôi một cái điều tôi muốn nói là hiện tại cái trình duyệt của chúng ta, thực tế ra khi mà chúng ta viết một loại thẻ nào đấy, hay là chúng ta chúng ta viết ra một loại thẻ nào đấy, chúng ta chỉ biết với nhau là cái thẻ đấy, ví dụ thẻ H1 là kích cỡ chữ của nó là bao nhiêu, chữ của nó có đậm hay không, đúng không? Mà một mình cái một dòng thôi, đúng không? Và chúng ta cũng chẳng biết là vì sao nó như thế. Thực tế ra là do cái trình duyệt của chúng ta nó tự động được lập trình để setup những cái style, những cái style cho những cái thẻ đấy thông qua cái phần là User Agent Style Sheet như này. Là nó cứ nhìn thấy ở đâu có cái thẻ H1. Ví dụ tôi biết cái thẻ H1 ở đây. Tôi tạo file mới tên là begin css.html. Đây tôi để thẻ H1 ở đây. Raw RAM. Chết, thằng chiều nó nói to thế. Inspect. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái thẻ H1 này có một đống.
style thế này đúng không? Đúng nhá. Là nó cứ gặp cái thẻ H1 ở đâu thì nó sẽ có cái phông size là 2M, tức là rơi vào khoảng tầm khoảng 32 pixel display block. Thấy quen không? Cái này một mình không sao. Margin before 0.67M, margin after 0.67, margin start, margin end, phông width. Là độ đậm nhạt của phông là bold, phải biết chữ đậm. Đúng nhá. Đây là những cái style mà cái trình duyệt nó tự động áp cho một cái thẻ nào đấy theo cái chuẩn của WFAC. Và như hôm trước tôi giải thích cho chúng ta đúng không? Thì đây nó là cái style mặc định của các trình duyệt áp dụng cho các thẻ của chúng ta. Xong chưa? Ví dụ thẻ table model 1 thì nó sẽ tự động có cái disk vào cái margin và cái border. Ví dụ tôi muốn border chẳng hạn thì nó sẽ có thuộc tính là border 1 pixel solid black. Thấy border chưa? Đúng không? Rồi. Thì đấy là cái lý giải là vì sao cái thẻ chúng ta nó hiển thị mặc định như này. Thì ở đây tôi muốn tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái phần gì? Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái là CRF. Nó sẽ giúp chúng ta thay đổi những cái, nó có thể giúp chúng ta thay đổi những cái giá trị hiển thị mặc định của trình duyệt nó ốp cho những cái thẻ trên HTML của chúng ta bằng cách cho tự chúng ta style lại các cái thuộc tính đó. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của CRF. Còn đây là cái định nghĩa kiểu ngữ nghĩa thôi, tôi chỉ đi copy từ những cái chỗ khác để tôi vứt vào đây cho nó gọi là cho chúng ta có một cái gì đấy của cái ngữ nghĩa. Nhưng thực ra tôi cũng chẳng hiểu cái này. Được chưa? Đấy là cái cách của tôi dạy. Thì đây, nếu mà một trang của chúng ta mà không có CSS thì nó trông như này. Nếu mà có CSS vào thì trông nó sinh động hơn. Thế thôi. Tiếp theo sẽ đến cái phần cú pháp của chúng ta khi mà làm việc với CSS thì sẽ như thế nào. Cú pháp thì của nó sẽ là cái thứ nhất là cái vùng chọn, hay còn gọi là cái selector. Tí nữa đến bài sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cái selector nó có những cái loại như nào. Tiếp theo là thuộc tính, lại quay về thuộc tính, lại thuộc dạng là key value. Được chưa? Thuộc tính 2 chấm giá trị của thuộc tính. Ví dụ như ở đây các bạn nhìn đấy, tôi có cái thuộc tính là border. Border gì? Từ tiếng Anh tiếng Việt là gì? Viền. Đúng không? Viền. Solid là gì? Liền. Một nét liền. Một pixel là chiều rộng của cái nét liền đó. Còn cái black này rõ ràng là màu. Ví dụ tôi đổi thành màu cam. Orange, đi sau màu cam như gì nữa. Đúng không? Đấy là giá trị của thuộc tính. Và giá trị của thuộc tính nó sẽ áp dụng cho cái thẻ tặng như thế nào đấy. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cú pháp. Và trong một cái vùng chọn, trong cùng một cái selector, chúng ta có thể được nhét vào đây nhiều cái tổ hợp thuộc tính và giá trị của thuộc tính để quy định cho nó. Ví dụ như ở đây tôi có là gì? Tôi vừa mới quy định về thằng border đúng không? Bây giờ tôi ghi đè, các bạn nhìn thấy phông size bằng 2M đúng không? Tôi ghi đè lên này. Phông size bằng 18 pixel. Nhỏ hơn nhá. Đúng chưa? Có thấy đè thằng này bị gạch đi đúng không? Nó sẽ đè lên. Đúng không? Và bây giờ tôi bỏ phông width đi. Phông width bằng 100. Thành chữ giống như bình thường chưa? Hết phim. Nó đè lên những cái giá trị có sẵn của trình duyệt nó quy định cho các cái thẻ. Nó đè lên chứ. Được chưa nhỉ? Đấy là cái CSS và tác dụng của nó. Vậy thôi. Hả? Được. Đây ví dụ như kiểu thẻ, quay trở lại thẻ H1 đúng không? Thẻ H1 cái ban đầu có thuộc tính border này không? Làm gì có? Đấy bỏ đi ấy, mất luôn này. Đúng không? Chúng ta thêm vào. Muốn nó có cái vùng bạc khoanh bên ngoài nó thêm vào. Được chưa? Tiếp theo. Cái phần vùng chọn này nó có thể là cái gì? Vùng chọn các bạn để ý lên đây nó viết là cái gì? H3 đúng không? Thì cái vùng chọn này có thể là tên thẻ, có thể là thuộc tính giá trị của thuộc tính ID,
bằng cách là dấu thăng xong rồi giá trị của cái thuộc tính ID ở đây. Có thể là thuộc tính class thì chúng ta có một dấu chấm xong rồi giá trị của class trong này. Thuộc tính thường và value thì có thể là thẻ TR, thẻ TR nó có cái thuộc tính là custom ATT có giá trị bằng 1 thì nó sẽ áp dụng cái CS này. Thì cái này tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Tiếp theo chúng ta nhúng CS vào trang HTML như thế nào? Thì chúng ta hiện tại là có 3 cách nhúng, 3 cách nhúng CSS vào một cho một trang web của chúng ta. Ví dụ như ở đây tôi có cái thẻ H1 là Lorem Ipsum đúng không? Tôi nhúng cách đầu tiên người ta gọi là inline style. Inline style là nhúng trên dòng thì chúng ta sẽ có là thuộc tính style. Được chưa? Có cái color bằng green. Ra ngoài kia chúng ta reload. Chuyển sang xanh chưa? Biết đi chứ gì nữa, chờ đợi gì? Inline style là thông qua cái thuộc tính style. Thuộc tính style này thẻ nào cũng có thể viết được. Nhét vào cái thuộc tính style và nhét cái giá trị của CSS vào. Color là màu chữ, background là màu nền. Được chưa? Nếu các bạn thích các bạn có thể chuyển cái màu nền của cái thẻ H1 này sang màu đen. Chuyển nữa. Thêm một thuộc tính background bằng black vào. Black background 2.black vào. Trong cái inline style này các cái giá trị của nó sẽ căn cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Background bằng black. Reload. Thấy chưa? Các giá trị sẽ ngăn cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Được chưa nhỉ? Đây là cách thứ nhất, inline style. Cách thứ hai, ví dụ tôi có thẻ P ở đây, Lorem 10. Lắp ticket nó lên. Tôi có 1, 2, 3, 4, 5, 5 thẻ P, đúng không? Bây giờ nếu mà tôi không viết inline, nếu mà bình thường nếu mà tôi viết inline ấy, thì tôi phải viết cái ví dụ như kiểu là màu chữ cho thẻ này nó phải là màu đen chẳng hạn. À màu đỏ chẳng hạn. Các thẻ P của tôi muốn tất cả các thẻ P của tôi có màu đỏ đúng không? Thì tôi phải là style color 2.red như này đúng không? Và chỉ có một thằng được thôi. Nếu mà những cái thằng này, tất cả những thằng thẻ P của tôi muốn chữ của nó màu đỏ cả thì chẳng nhẽ tôi phải viết cái style này cho tất cả các thẻ, đúng không? Không anh ngu vậy. Chúng ta phải sửa nó bằng cách style. Chúng ta có thẻ style luôn. Được chưa? Cách thứ hai gọi là internal import. Internal là nội trong trang. Được chưa? Thì chúng ta có cái selector đây là thẻ, tên thẻ đúng không? Tôi muốn áp dụng cho tất cả thẻ P thì P đúng không? Sau đó là đóng ở ngoặc nhọn. Ở trong này viết là color red. Xong chưa? Đó, đây là cách thứ hai chúng ta viết CSS cho một trang HTML. Chúng ta có thẻ style và viết cái này gọi là cái selector. Được chưa? Cái đầu tiên này để cái này để lựa chọn những cái thẻ sẽ được áp dụng những cái CSS do chúng ta quy định ở phía dưới. Thì cái này gọi là cái selector. Và ở đây là các cái thuộc tính và giá trị thuộc tính. Được chưa nhỉ? Tôi muốn có những cái thẻ P nào có cái thuộc tính ID là bằng special. Thằng này có ID là special. Thằng này cũng có ID là special. Tôi muốn tất cả những cái thẻ P có ID là special, có cái màu nền là màu
xanh ra tròn thì làm nào? P có ID là special, sẽ có cái màu nền là background là màu aqua, được chưa? Xong chưa? Xong chưa? Đấy là cái có thể là bỏ cái P này đi cũng chạy, vẫn chạy như bình thường đúng không? Thì nó sẽ tìm ở trong cái trang này có bao nhiêu thẻ có cái ID là giá trị là special thì sẽ áp dụng cái style là background aqua, được chưa? Ngoài ra cái CS cũng vậy, tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn phân biệt cái CS và ID sau. Thấy chưa nhỉ? Đây là cách thứ hai chúng ta sử dụng style cho một trang HTML. Có ai thắc mắc gì không? Ô con này giỏi nhỉ. Rồi tí tôi hỏi mà không trả lời được mấy câu thì liệu hồn. Lớp này ai xung phong nhận quỹ lớp để tôi phạt. Cách thứ ba, cách thứ ba, chúng ta tạo một cái thư mục mới ở trong này là thư mục style sheet. Style sheet, được chưa? Các bạn tạo đi, tạo tôi cái thư mục style sheet này. Style sheet, sau đó ở trong này tôi tạo ra một cái file là style.css. Style.css. Được chưa? Style.css nằm trong style sheet. Xong chưa? Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta cũng lại có thẻ. Xong chưa nhỉ? Để tôi tiếp. Rồi các bạn xong đi. Nếu mà nhanh quá thì phải bảo nhé, để tôi dừng lại. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi lại có thẻ link. Thẻ link. Cái này nhìn quen không? Hôm trước chúng ta dùng nó để làm gì? Thay cái icon đúng không? Bây giờ chúng ta dùng link có view bằng style sheet. Được chưa? Là những cái file sẽ ảnh hưởng đến cách hiển thị của hệ thống. Sau đó thay bằng text CSS có href bằng style sheet sc sượt style.css. Được chưa? Đưa cái đường dẫn từ cái file style này vào trong cái trang begin.css.html của chúng ta. Ở trong này tôi viết như sau. Các bạn xong cái đoạn này đi nhé. Được chưa? Đó. Bây giờ mở cái file style.css này ra, chúng ta sẽ có là class. Class là dấu chấm đúng không? Class là tôi viết ở kia là dấu chấm, thì tôi có cái class là big trừ text. Thì tôi sẽ có cái font trừ size.
bằng 30 pixel. Đó. Bây giờ các bạn sẽ tiến hành là cái thẻ P nào các bạn thích cho chữ to ấy. Ví dụ thẻ này, tôi sẽ có class bằng big text, chữ text. Cứ thẻ nào muốn chữ to thì nhét vào đấy là big text. Ví dụ thẻ này ạ. Xong chưa? Reload, chữ to chưa? Đúng không? Hai thẻ chữ to rồi này. Được chưa? Đó. Và thực sự ra nếu mà chúng ta muốn kiểm tra xem là chúng ta có import thành công một cái file CSS không á, thì chúng ta cứ mở file ra, chúng ta chuột phải vào inspect, sau đó mở cái phần sược này ra. Chúng ta nhìn thấy style, thư mục style sheet đúng không? Bung nó ra sẽ nhìn thấy cái file style.cs và viết nội dung của file trong này. Được chưa? Đó, mở nó ra, mở phần sược ra thì sẽ nhìn thấy. Thấy chưa nhỉ? Không thấy à? Chứng tỏ là style không áp dụng được đúng không? Để các bạn ạ. Đây là cái sản phẩm tả này. Vậy nó là style sheet. Sheet, đây là style sheet. Sản phẩm tả rename, nhưng mà không muốn đổi thì copy, copy cái tên này, xong vào đây về xuống, thấy không? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Không biết cái gì trong này đâu. Sai chấm sai, ui giời ơi mà, đây ngoài máy này cơ mà. Cũng không được. Ai lại
giống họ. Ai thì cũng không để đâu đấy.
Vậy để tập cái thư mục nào hôm nay rồi vào sao được? Được hết chưa? Xong hết chưa? Thì đấy là ba cách chúng ta sẽ bê cái CSS vào trong một trang HTML để chúng ta dùng. Bây giờ chúng ta phân tích ra cái điểm lợi, điểm hại và những cái độ ưu tiên của những cái cách sử dụng này trong cái các cái thẻ HTML của chúng ta mà trình duyệt nó áp dụng. Nào. Thứ nhất, chúng ta nói về cái độ ưu tiên đó. Độ ưu tiên là gì? Độ ưu tiên trong việc sử dụng áp dụng CSS là gì? Các bạn nên thấy có cái user agent style sheet không? Còn nhớ không? Đây nó là cái này. Ví dụ đây tôi có cái thẻ H1 đây đúng không? Đây thẻ H1 đây đúng không? Tôi inspect nó. Xong. Đây. Thẻ này có display block, font size bằng 2M, font width bằng bold đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi sửa lại cái inline style này có thêm là cái font width bằng 100. Bạn còn thấy nó đậm nữa không? Còn thấy đậm không? Đây là thẻ H1 mà. Không còn đậm nữa đúng không? Bởi vì sao? Font width chúng ta quy định lại và cái font width ở cái user agent style sheet này nó bị gạch đi đúng không? Tức là nó không được áp dụng nữa. Thì nó bị gạch đi. Thì như này gọi là cái độ ưu tiên của thằng user agent style sheet nó không cao bằng cái độ ưu tiên ở trong inline style. Và thằng này được phép đè lên thằng trên. Được chưa? Thì đấy là cái độ ưu tiên. Thằng nào, mặc dù ví dụ như kiểu là tôi viết cả inline style, tôi viết cả internal, cả external, tôi đều quy định về cái phong width cho cái thẻ H3, thẻ H1. Thế vậy thằng nào sẽ được áp dụng? Thì thằng, các bạn lưu ý cho tôi, thằng inline style là thằng được ưu tiên cao nhất. Bây giờ tôi viết ở trong này nhé. Ví dụ ở đây tôi để là H1. Nhầm. H1 có cái màu color là màu blue, là màu xanh da trời đúng không? Ở trong này tôi viết là color, đây là thẻ H1, có cái color là màu white, màu trắng. Đúng chưa? Ba thằng này cũng có, một thằng color green, một thằng color blue, một thằng color là white, cho cùng một loại selector là thẻ H1. Bây giờ thì reload, thằng nào áp dụng? Thằng green thì là thằng inline style được áp dụng đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi tiến hành một cách là tôi bê hai cái thằng này tôi vứt xuống dưới, cắt đi. Tôi vứt xuống dưới cùng. Xem là liệu cái vị trí viết nó có ảnh hưởng gì không? Đúng không? Thì chúng ta reload có bị ảnh hưởng gì không? Không. Được chưa nhỉ? Chứng tỏ một điều là cái thẻ cái inline style có cái độ ưu tiên lớn nhất ở trong này. Được chưa? Trong ba thằng này thì inline style có cái độ ưu tiên cao nhất. Rồi tiếp theo, tiếp theo là đến thằng nào? Tôi bỏ cái green này đi thì chắc chắn một trong hai thằng kia sẽ được áp dụng đúng không? Đúng chưa? Giờ thằng nào được áp dụng? Các bạn nghĩ là blue hay là white? Vì sao là blue? Vì nó ở trong à? Sai rồi. Tiếp theo em là gì? Theo bạn là gì? Tại sao nó lại là white? Tại vì nó ở trong external. Chả nhẽ external thì được ưu tiên hơn. Thử nhá. Tôi move cái này xuống dưới của cái thằng link real style sheet. Sang màu xanh. Được chưa? Thế vậy thì sao? Độ ưu tiên của hai thằng này là như nhau. Quan trọng là cái cách trình duyệt nó đọc
là thằng nào viết trước thì không được áp dụng, thằng nào viết sau mới được áp dụng. Được chưa nhỉ? Đấy là cái độ ưu tiên mặc định của trình duyệt đối với CSS. Nhớ luôn luôn nhớ tôi, độ ưu tiên của inline style là cao nhất. Còn hai thằng kia là bằng nhau. Tuy nhiên thằng nào viết sau, thằng đấy áp dụng. Được chưa? Thế bây giờ tôi muốn thằng này được áp dụng có được không? Trong một trường hợp nào đấy đặc biệt tôi muốn cái thằng viết trước được áp dụng có được không? Như nào? Chấm than imported. Chấm than imported. Trắng nhá. Tiếp tục color green vẫn màu trắng, được chưa nhỉ? Đây chúng ta nhìn đây, color green bị gạch, được chưa nhỉ? Khi một cái thuộc tính, nhớ nhé, một cái thuộc tính được xét cái ký tự là chấm than important vào thì cái thằng đấy sẽ là có độ ưu tiên lớn nhất. Được chưa? Có độ ưu tiên lớn nhất bất kể nó viết trước hay viết sau, cho đến khi nào nó gặp một cái thằng khác cũng có important và viết sau nó thì cái thằng important sau cùng sẽ được. Được chưa nhỉ? Và chúng ta lưu ý hạn chế sử dụng cái important thôi, không phải lúc nào nhắc important vào được đâu, ăn đòn đấy. Xong chưa? Rồi, đấy là cái độ ưu tiên, nói trước về cái độ ưu tiên của các cái cách dùng của chúng ta. Thế tiếp theo, theo các bạn thì inline style, external style, internal import và internal import thì nó có khác gì nhỉ? Và chúng ta nên dùng loại nào? Ví dụ đầu tiên là chúng ta có về inline, internal, external thì dùng những cái cách này nó khó hơn kém gì nhau và nên dùng thế nào? Các bạn thì thằng này nó hơn gì những cái thằng này? Độ ưu tiên gì đó? Chi tiết. Chi tiết có độ ảnh hưởng, nó có mức độ ảnh hưởng. Rồi, ok. Tiếp, kết thúc. Theo bạn, internal nó khó, có đặc điểm. Bạn nói đúng, bạn bên này nói đúng, inline. Style cho nhiều thẻ một lúc, đúng gì đó, độ phủ của nó thì thế nào, toàn bộ trang thì bao sao nữa? Không nói một điều kiện đúng không? Thằng này chẳng có cái gì để ưu tiên cả. Gì nữa? Nó đặc biệt gì? Nó có mình yêu được. Nó sử dụng lại. Không mình yêu được cho chàng khác. Đúng không? Tôi biết trong này làm sao B nó sang chàng khác được. Đúng thế nhỉ? Rồi còn lại là thằng này. Qua, nó có cái gì? Reuse. Reuse, sử dụng lại. Reuse rất nhiều trang. Gì nữa?
còn lại là giống internal đúng không? Đấy, cũng thế thôi. Xong phim. Thì chúng ta phải lựa chọn xem là nó có những cái gì hay, cái gì giỏi. Chúng ta sẽ được. Tiếp theo lại đến phân loại. Những cái bài đầu này nó rất là chán. Tôi biết là nó rất là chán bởi vì chúng ta chưa có cái gì để thực hành cả. Cho nên là chúng ta bài tập về nhà ngày hôm nay của chúng ta cũng chán không kém. Nhìn đến đây đúng không? Về lấy ví dụ. Ví dụ background nhé. Background của chúng ta có rất là nhiều các cái thuộc tính nằm trong cái background này. Thì chúng ta lấy cho tôi ví dụ của tất cả các thuộc tính về background trong đấy. Ví dụ background không này, background color, background image, background repeat, background position. Lấy hết tất cả các thuộc tính background. Ví dụ giải thích ra xem là cái thuộc tính background này nó có những cái thuộc tính và giá trị gì. Nhớ nhé, nó luôn luôn là thuộc tính và giá trị gì. Được chưa? Lấy demo thôi. Tiếp theo đến text, font, link, margin, padding, position, display và float. Bằng này cả. Thì tôi yêu cầu chúng ta làm cho tôi bằng này cái trước, ba cái trước. Background, font và text. Thì các bạn lấy cho tôi những cái ví dụ về các cái thuộc tính CSS trước. Để sau tôi chưa? Làm luôn tôi thằng background đi xem có được không? Biết cách sử dụng rồi đúng không? Các bạn viết inline tôi cũng chấp nhận. Bởi vì thực ra khi đi làm ấy, các bạn lưu ý khi đi làm ấy, thằng nào mà bị nhìn đến viết inline sai phải đánh gãy tay. Thật luôn. Không được viết inline sai và toàn bộ project chỉ viết trong một file CSS thôi. Các bạn lấy cho tôi ví dụ về cái background, các thuộc tính giá trị background xem nó như thế nào.
background color rồi là gì? Màu đúng không? Màu nó chấp nhận những cái loại màu gì? Chữ này, mã này, mã hexa là dấu thăng ấy, và mã RGB. Chúng ta có cái RGB và RGBA, phải lưu ý cái đấy.